Bạn đang nghe trên audio thiên tài nhi tử và mẫu thần phúc hắc, tác giả bắc đẳng, chuyện được phát trên website trên audio pro người đọc Annie. Hẹn nhau quyết đấu. Ở bên này, Vân Khê đang chống lại cao thủ hướng mình tấn công, nàng nhanh chóng phản ứng, gặp phải cường địch, xùi xùi xẻo xèo, xèo lại không thể sử dụng thần khí. Nàng không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm liều mạng cùng với đối phương. Nắm chẳng lãng kiếm ở trong tay, Vân Khê nhìn chăm chăm cao thủ áo đen đang tới, trong lòng âm thầm tính toán khoảng cách giữa hai người. 20 bước, 15 bước, 10 bước. Dưới áp lực cường đại mà đối phương đang hướng thẳng về phía mình, Vân Khê cố gắng ổn định tâm thần, tiếp tục thầm tính khoảng cách. 8 thước, 6 thước, 3 thước. Phải, chính là giới phút này. Rồi đi. Ngay sau khi kiếm của cao thủ áo đen hướng từ trên đỉnh đầu của nàng chém xuống, giữa lúc chỉ mảnh treo chuông, thân ảnh của Vân Khê phút chốc liền biến mất khỏi vị trí. Huyền dực vùng vẩy cây đuổi lớn, tấn công hướng cao thủ áo đen, Kiếm khí chạm vài long lần, hỏa tinh vẩy ra. Trường kiếm bị đuôi rồng đỡ lấy, trong phút chốc thoáng chậm lại. Khi Hắc Y cao thủ còn đang ngạc nhiên bởi vì sự biến mất đột ngột của người trước mặt, cách sau lưng không tới bao thước, sát khí lặng lẽ tới gần. Đến khi ý thức được nguy hiểm từ sau lưng, đáng tiếc đã chậm một bước. Đúng lúc này vùng kiếm tới đã không kịp nữa. Theo bản năng, khí thế của Huyền Giai từ trong thân thể của hắn bắn ra ngoài, bắt đầu hình thành một tầng bảo hộ. Vân Khê sau khi biến mất khỏi vị trí cũ nên tính toán khoảng cách cùng với thời cơ bằng thời gian nhanh nhất xuất hiện cách sau lưng của hắc y cao thủ không tới ba bước cơ hội nàng muốn tìm chính là khoảnh khắc trong nháy mắt này hiểm trùng cầu thắng chầm lãng kiếm trong tay của vân khê mang theo mũi nhọn sắc bén lạnh lẽo hướng về phía lưng của đối phương mắt thấy sẽ thuận lợi như ý muốn nhưng vào đúng lúc này kết giới lại bắt đầu tạo thành từ đó bộc phát ra lực lượng cường đại đem cả người của vân khê đánh bay ra ngoài ném ra xa giữa không trung chiến cuộc không ngừng biến hóa hai người long thiên tuyệt và vân khê nhất tề lâm vào trong khốn cảnh cùng với một tiếng rồng ngầm huyền rực lướt qua kết giới bao quanh thân thể của cao thủ uốn lượn thân mình vững vàng tiếp được vân khê sắp rơi xuống. các người rốt cuộc là ai tại sao muốn đánh lén chúng ta? vân khê cố gắng rời đi lực chú ý của cao thủ để cho long thiên tuyệt tranh thủ thời gian phá bỏ kim tiêu trận. chúng ta là người tới lấy tính mạng các người. tên cao thủ lúc này công kích nàng trả lời giọng điệu mang theo vẻ khinh bỉ kiếm trong tay của hắn chuyển động hắn lần nữa hướng về phía Vân Khê, đánh tới. Chờ một chút. Vân Khê hét lên, trong con người của nàng chợt lấy lên tinh quang, kiếm chuyện mà nói. Người này muốn giết chết chúng ta, cũng phải để cho chúng ta chết cho minh bạch. Các người rốt cuộc là kẻ nào? Vì sao mà cứ úp úp mở mở, không dám lộ ra diện mạo thực à? Bốn người trong đó đều nhất tề quay đầu nhìn về phía tên cầm đầu, không tiếng động hỏi ý kiến của thủ lĩnh. Nếu không có hiệu lệnh của thủ lĩnh phát ra, bọn họ là không dám tùy tiện để lộ ra diện mạo thực quan sát phản ứng của bọn hắn trong lòng vân khê suy đoán đám người này e rằng chính là người của tránh phái người của tránh phái mà lại đi mai phục ám sát đây không phải là chuyện quang minh chính đại gì. vậy cho nên bọn họ mới che giấu dùng mạo thật của mình trong tránh phái lại muốn dồn nàng và long thiên tuyệt vào chỗ chết những người như vậy thực sự đúng là không ít đoan mộc gia tộc tư đồ gia tộc hay là thượng quan gia tộc trong lúc đang suy tư từ trong kim tiêu trận truyền ra một tiếng giống to tràn đầy uy lực bộc phá mọi người nhìn về phía tiếng giống phát ra trong đôi mắt của long thiên tuyệt tràn ngập sự tàn khốc hắn mãnh liệt gào thét năng lực đột phá mạnh mẽ trong nháy mắt xung quanh người hắn ngừng kết thành một tầng kết giới vào thời khắc này lại bị trượt nổ tung vô số kim tiêu bị phân tân trở về theo bốn phường tám hướng khuếch tán bay vụt lực đạo công kích so với lúc trước công kích của long thiên tuyệt còn lợi hại hơn mấy lần rõ ràng có thể nghe thấy thanh âm kim tiêu bắn trúng thân thể của người ngũ đại cao thủ nhất tề chấn động lùng lầy trên người của mỗi người đều trúng mấy tiếng kim tiêu, cũng chẳng nhận được lợi thế gì. Mau ăn vào giải dược. Trên người của hắc y nhân đều có chuẩn bị giải dược, phòng ngừa vạn nhất mình sơ ý chúng phải kịch độc của kim tiêu. Thừa lúc năm tên cao thủ này ăn vào giải dược, vân khi phi thân đến bên người của Long Thiên Tuyệt, mượn thân hình khổng lồ của huyền dực che giấu, hai người nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Huyền dực ngừng cao đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời gạo thét thật dài, đột nhiên phóng lên trời cao, chẳng mấy chốc liền hoàn toàn biến mất phía trần trời đuổi theo ngũ đại cao thủ cho là huyền long chở hai người này bay đi đến khi nhìn kỹ thì phát giác trên lưng của huyền long căn bản không có ai năm người lúc này mới từ từ dừng lại tiếp tục lục soát xung quanh <laughs> chết tiệt lại có thể để cho hắn trốn thoát thực sự là tà môn hắn rất cùng là chạy thế nào vậy các người có phát hiện hay không chiêu thức hồ này long thiên tuyệt sử dụng rất kỳ quái không những là động tác của hắn kỳ quái mà cả nữ nhân kia cũng thế Lẽ ra thực lực của nàng ta thua ta xa Vậy như vừa nãy nàng ta lại biến mất không thấy gì Nàng ta rốt cuộc là sử dụng pháp thuật gì Hơn nữa Nếu như ta không nhìn nhầm Thì nàng ta cưới chính là huyền long của thánh cùng Huyền long làm sao có thể ở trong tay của nàng ta Chẳng lẽ Long Thiên Tuyệt này cưới một nữ nhân tới từ Thánh Cung sao? Thôi đừng có đoán mò nữa. Long Thiên Tuyệt trúng độc trên kim tiêu. Nếu không có giải dược của chúng ta thì không thể sống được bao lâu nữa. Chúng ta hãy đi tìm ở các khách điếm hoặc là trong tiểu lâu tin rằng bọn chúng không chạy được xa đâu. Ngũ đại cao thủ đều kéo mặt nạ đeo trên mặt xuống, lộ ra chân dung. Cầm đầu rõ ràng chính là lỗ trưởng lão, còn lại là mấy vị thái thượng trưởng lão cùng các trưởng lão của thượng quan gia tộc. Vì để đối phó với Long Thiên Tuyệt, bố trí phục kích bắt người, bọn họ lần này đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia. Tất cả cao thủ đều được xuất thủ, ngay cả lỗ trưởng lão cũng tự mình ra trận. May mà cuối cùng có sự thu hoạch, đáng giá để vui mừng. Ở một đầu khác của đường, bỗng dưng xuất hiện hai thân ảnh. Hai người nâng đỡ nhau, cước bộ có chút chậm chạp. Thiên tuyệt, chẳng thế nào rồi? Trước tiên phải ngồi xuống mà nghỉ ngơi. Để ta nhìn xem rốt cuộc người chúng loại độc gì. Được. Hai người dừng lại ở chỗ rẽ trong hẻm nhỏ, xung quanh yên tĩnh không bóng người. Nơi này cách địa điểm mai phục không xa. Nếu không phải là tình trạng của Long Thiên Tuyệt càng lúc càng xấu, hai người này chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Trên kiềm tiêu có bôi kịch độc mà Long Thiên Tuyệt vì phá trận lại phải vận dụng chân khí, khiến cho độc tính tăng lên. Tình trạng bây giờ rất không ổn. Vân Khê nhanh chóng trần đoán độc, khẽ nhướng mày, vội vàng từ trên người móc ra hai viên cửu truyền thái cực đan cho hắn ăn vào. Đây là từ lần luyện chế kiểu truyền thái cực đan lúc trước giữ lại, lúc đó, một lò luyện chế được 10 viên, đưa cho Dạ Hàn Tinh, Đông Phương Vân Tường cùng với Mộ lão, mỗi người một viên, còn lại là 7 viên, nàng liền để lại. Đây cũng là đan dược bảo vệ tính mạng, lúc bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng, vậy nhưng bây giờ Thiên Tuyệt đã trúng phải kịch độc, nàng tuyệt đối không được hạ tiện nữa. Khê Nhi, chẳng qua chỉ là trúng độc thôi nàng đem đan dược chân quý như thế cho ta ăn vào, chẳng phải là tiếc sao? nếu như đem kiều truyền thái cực đan này đem đi đấu giá, thì sợ rằng số bạc kiếm được nhiều tới mức nặng đế mãi không hết. kiều truyền thái cực đan quả nhiên là báu vật, long thiên tuyệt vừa ăn vào, khi sắc cả người liền chuyển biến tốt đẹp. lúc này là lúc nào rồi mà chàng còn tâm tình đùa giỡn? chàng là phu quân của ta, nếu ta đem tất cả đan dược chân quý nhất mà ta có mà cho chàng, cũng sẽ không đau lòng đâu. vân khê chừng mắt liếc hắn, kiểm tra thương thế trên người may mà chỉ có hai vết thương do bị kim tiêu quét tới sau khi chảy hết máu đen từ từ xuất hiện màu đỏ bình thường lúc này nàng mới thoáng thở vào nhẹ nhõm tất nhiên kiểu truyền thái cực đan nếu có thể trị hết bệnh cho đông phương vân tường cùng với hỏa độc trên người của dạ hàn nhật so sánh với bọn họ thì độc trên người của long thiên tuyệt không là cái gì hơn nữa còn liên tiếp ăn vào hai viên cho dù người chỉ còn lại một hơi thở cũng có thể sống lại long thiên tuyệt tất nhiên cũng là rõ ngọn nguồn trong đó vậy cho nên trong lòng cũng rất ấm áp một bên điều tức một bên vui đùa. <laughs> nàng đang định cho con lợn ăn sao? Lợn cái gì mà lớn? Con lợn nào có thể đãi ngộ tốt như thế? Vân Khê khẽ gắt một tiếng, lần nữa dò xét mạch đập của hắn, biết hắn đã không còn chuyện gì. Hơn nữa còn nhận được không ít lợi ích từ kiểu truyền thái cực đan. Lúc này mới yên lòng lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lòng thiên tuyệt đường dường như đã nhận ra điều gì. Ánh mắt đột nhiên âm trầm. Đem nàng kéo ra phía sau. Xuất hiện đi. Ta biết là người hắn hướng về phía sau bóng tối gào lên. Vân Khê chăm chú nhìn lại, quả nhiên thấy trong bóng tối có một bóng người lắc lư. Chỉ trong chớp mắt, một nam tử cầm kiếm đứng ở trước mặt đưa lưng về phía họ. <laughs> Sắp chết đến nơi mà các người vẫn còn tâm tư ở chỗ này nói đùa. Lòng thiên tuyệt, thực lực bây giờ của người khiến ta thất vọng. Chỉ là mấy cao thủ của thượng quan gia tộc cũng không đối phó nổi. Người như vậy làm sao có thể xứng làm đối thủ của ta? Thì ra, những người vừa nãy chính là cao thủ của thượng quan gia tộc. Vân Khê oán hận ở trong lòng, đúng là đám chó má, lại dám đánh lén, sớm muộn gì là cũng cho bọn họ đẹp mặt. Đầu cô kêu, cho tới bây giờ ta cũng chưa bao giờ muốn cùng với người tranh giành cao thấp, là do ngươi vẫn luôn tranh cánh ở trong lòng, bất chấp việc thắng thua ngày đó. Nhưng nếu hôm nay, ngươi là vì giờ sạch xỉ nhục trước kia mà tới, ta nguyện ý phụng bồi ngươi. Long Thiên Tuyệt nói, Vân Khê kéo kéo ống tay áo của Long Thiên Tuyệt, cao thủ của thượng quan gia tộc vẫn còn đang ở gần đây. Nếu bọn họ thừa dịp lúc hai người này tỉ võ mà đánh lén lần nữa, như vậy thì không ổn chút nào. Nàng tiến đến một bước, hướng về phía bóng lưng của độc cô Kiều. Đúng thế đấy, ngươi bây giờ khiêu chiến phù quân của ta, đúng là thời cơ tốt nhất. Bởi vì hắn vừa mới trúng kịch độc của đám cầu tạc thượng quan gia tộc kia nên không thể vận động kịch liệt được. Nếu như người muốn đánh bại hắn rửa sạch xỉ nhục trước kia, thì nên thừa dịp đúng cái lúc thực lực của hắn yếu nhất để hạ thủ đi. Nếu không chờ hắn giải dược độc kinh trên người, thì khôi phục thực lực trần chính. Đến lúc đó tỷ võ, thì sợ rằng ngươi lại tiếp tục thua thôi. Chọn đời đều không thể chở mình được Hơn nữa Nơi này thì tối như bưng Bất kể người thắng hay là thua Thì chỉ có trời biết Người biết, ta biết Ai cũng không biết độc cô đại hiệp người lợi dụng lúc người ta học khó khăn Để chiếm tiện nghi chiến thắng đối thủ của mình Cầm mồm Độc cô Kiều lớn tiếng quát Đột nhiên xoay người Một đôi mắt băng lãnh ở trong bóng tối trở nên vô cùng sắc bén Vân khê cảm giác được một cỗ trưởng phong Hướng tới trước mặt của nàng tiến công tập kích khi thế hùng dữ mạnh mẽ không thể đỡ được, tóc mai hơi rộn rộn trên trán áo bào bị thổi bay ào ào rung động. Chẳng qua chỉ là một chiêu xuất thủ liền lộ rõ thực lực, khó trách, hắn có lòng tin khi khiêu chiến Long Thiên Tuyệt. Nếu nàng suy đoán đúng, thì huyền giai của hắn là ở cùng một cái đẳng cấp với Long Thiên Tuyệt. Trong khi đang miền màn suy nghĩ, thân thể của nàng bị kéo nhẹ, một đạo thân ảnh cao lớn chống đỡ ở trước mặt của nàng, đem cổ trưởng phòng kia ở trong nháy mắt hóa thành vô hình. Vân Khê cong cong khóe môi, người này thoạt nhìn rất tự phụ, rất dễ dàng bị chọc giận mà hắn hiển nhiên rất khinh thường hợp tác cùng cao thủ thượng quan gia tộc bằng không nếu như mới vừa nãy hắn và cao thủ của thượng quan gia tộc liên thủ thì bọn họ chắc chắn sẽ bị thương nặng hơn nữa nếu đúng như vậy thì nàng không ngại thêm thêm một mồi lửa nữa đi khiến cho hắn bị chọc giận hoàn toàn cố bắt chuyện với kẻ trước mặt nặng lướt qua đầu vai của long thiên tuyệt hướng về phía độc cô kiêu trầm chọc <laughs> lợi hại bội phục thì ra là độc cô đại hiệp chỉ biết cùng với một cô gái động chân động tay lấy mạnh ngoại hiếp yếu điểm này đích xác là so sánh với thiền tuyệt ta còn cao minh hơn nhiều bởi vì những người thông minh thì đều thích bóp nát quả hồng mềm làm gì có người nào ngu đi theo cao thủ chân chính cứng đối cứng à ta biết rồi có lẽ người đang chờ cao thủ của thượng quan gia tộc đến để giúp người đánh bại thiên tuyệt người đi theo chân bọn họ cũng là một cá mẻ một lứa chỉ cần người đánh bại thiên tuyệt thì bất kể quá trình thế nào bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đem chi tiết mà nói ra đến lúc đó Người có thể nêu cao tên tuổi, được vạn người ca tụng. Lòng thiền tuyệt nhẹ nhàng nhếch môi, bảo trì sự trầm mặc. Tay nắm kiếm của đầu cô kiều càng lúc càng chặt, đốt ngón tay phát ra thành âm khảnh khách giòn vang. Hắn trợn mắt nhìn chầm chầm nữ nhân núp ở phía sau lưng lòng thiền tuyệt, thực sự muốn đem nàng ta bắt lại, hùng hăng mà dậy dỗ. Người, cấm mồm lại cho ta. Đây là chuyện giữa ta với lòng thiền tuyệt, không có phần cho người xen và mồm vào. hừ, <laughs> ta cùng hắn là vợ chồng, Phạm là chuyện có liên quan gì đến hắn thì đều có liên quan đến ta. Ngươi có ý kiến gì? Nếu như ngươi muốn thế thì đừng có núp vào sau lưng hắn nữa. <laughs> Xem đi, ta biết mà. Ngươi chỉ biết khi dễ tiểu nữ tử nhu nhược. Long Thiên Tuyệt một bên âm thầm điều tức, một bên ngồi nhìn hai người đấu võ mồm, lập tức sử dụng hai viên kiểu truyền thái cực đan. Nó đang từ từ phát huy tác dụng. Huyền dực hùng hậu từ từ tràn đầy cả người của hắn. Bức tường cản trở mỏng manh kia giống như là lập tức sẽ bị phá tan. Trong khoảng thời gian rất dài, hắn vẫn dừng lại ở huyền giai thần huyền đỉnh, chậm chạp không cách nào đột phá. Có lẽ ở trước mắt chính là một cơ hội. Hắn âm thầm mừng rỡ. Người... Độc Cô Kiều không có chú ý tới biến hóa của Long Thiên Tuyệt. Giờ phút này hắn bị hành động của tiểu nữ tử vô lại vân khê này chọc cho giận đến cầm nín. <laughs> Ta không cùng với nữ nhân chấp nhặt Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua nữ nhân nào vô sỉ như thế này. Độc Cô Kiều cảm thấy mình sắp bị chọc cho tức đến phát điên vân khê bày ra bộ dạng vô tội nhún vai nàng đứng rất gần long thiên tuyệt cho nên có thể cảm nhận được huyền khí hùng hậu từ trong cơ thể của hắn phóng ra mặc dù hắn đã rất cố gắng thủ liễm nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi một phần nhỏ huyền khí tràn ra ngoài đúng lúc này hắn cần nhất chính là có nhiều thời gian để từ từ tiêu hóa những huyền dược đó mà nàng chẳng qua là muốn giúp hắn tranh thủ thời cơ nàng kéo kéo ống tay áo của long thiên tuyệt một khi đã như thế chúng ta đây sẽ không phụ bồi người thiên tuyệt chúng ta đi đứng lại Đồ cô Kiều làm sao có thể chịu thao bọn họ rời đi Đối với nữ nhân vô sỉ này Hắn thực sự không cách nào Không thể làm gì hơn là đem được chú ý Chuyển rời đến người của Long Thiên Tuyệt Giọng trầm trọng nói Long Thiên Tuyệt Người giúp cô có phải là nam nhân không Lại để cho một nữ nhân cưỡi trên đầu Long Thiên Tuyệt nhột nhạt cười một tiếng cúi đầu nhìn về phía Vân Khê giờ phút này Đang đứng chắn ở trước người hắn Ngữ khí mập mờ <laughs> Ta có phải là nam nhân hay không Phu nhân của ta hiểu rõ nhất Người hỏi nàng thử xem Vân Khê lo lắng đối phương đột nhiên xuất thủ cắt đứt điều tức của Long Thiên Tuyệt, vậy cho nên nàng bước từ phía sau đến đứng chắn ở trước người của hắn. Ai ngờ hắn đột nhiên toát ra một câu như thế, khiến cho nàng suýt nữa ngã quỵ. Hai gò má không nhịn được hiện lên dạng mây đỏ, tăng thêm vài phần mập mờ. Nàng hắng giọng một cái, ra vẻ chấn định. À, phu quân của ta có phải là nam nhân hay không? Ta tự nhiên biết rõ chứ. Thế nhưng, người có phải là nam nhân hay không? Thì ta không biết. Trong bóng tối, thân ảnh đầu cô Kiều dường như là có chút lay động, từ trong hàm răng của hắn khẽ phun ra hại chứ. <laughs> vô sĩ! Hắn sống đến hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên gặp gỡ một nữ nhân vừa không biết xấu hổ là còn vô sĩ. Hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn rất bội phục Long Thiên Tuyệt có dũng khí cưới một nữ nhân như thế làm vợ. Thậm chí hoài nghi, có phải hay không Long Thiên Tuyệt này là bị nữ nhân này bức hôn mới không thể không hoàn thành cuộc hôn sự này. Vân Khê vô tội nháy mắt mấy cái, kéo lấy cánh tay của Long Thiên Tuyệt, ủy khuất nói. Thiên Tuyệt, Ta nói cái gì sai sao Tại sao hắn lại mắng ta vô sỉ Lòng thị tuyệt cong khóe môi vuốt vút cái đầu của nàng Mềm giọng an ủi Đừng khó chịu Người ta vẫn là một người không hiểu chuyện nào nữa Chúng ta cũng nên thông cảm cho hắn chút đấy Ừ, được rồi Vân Khê rất ủy khuất gật đầu đáp ứng Đầu cô Kiều nhìn han, kẻ người sướng người họa Cũng chịu không được nữa Thiên Long tôn giả quý Xưa ngày xưa Hôm nay lại biến thành một bộ dạng vô sỉ hơn bởi vì cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng hắn khẳng định nhất định là nữ nhân này đã hoàn toàn hủy hoại cái tên kia rồi ta không tranh cái với các người hắn lớn tiếng quát lên hắn biết so sánh với công phu miệng lưỡi với hai người này hắn tuyệt đối không thắng được không phải là có cầu tục ngữ như thế sao nước quá trong ắt không có cá người hèn hạ thì không ai thắng được nếu như theo chân bọn họ để so sánh sự vô xỉ vô lại thì hắn tuyệt đối là đấu không lại vẫn là so sánh thực lực chân chính mới là chính đạo Tóm lại, hôm nay các người đừng mơ tưởng cứ như thế mà rời đi. Long Thiên Tuyệt, người nghe kỹ cho ta. Ta muốn cùng với người quang minh chính đại tỷ thí một lần. Lần này, ta nhất định sẽ đánh bại người. Long Thiên Tuyệt sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng thoải mái đem lời nói ném trả lại cho Vân Khê. Hiện tại lời nói của phu nhân nhà ta là nhất. Có tỷ thí hay không? Người hỏi ý kiến của phu nhân bản tôn đi. Đầu cô Kiều không thể tin được. Thiên Long tôn giả ngày xưa quang minh lỗi lạc bậc nào, hình ảnh hãy anh hùng bậc nào, nhưng bây giờ suy bại tới mức tỷ võ cũng phải nghe ý kiến của một nữ nhân hắn có chịu nổi không cái sự đả kích này hắn rất muốn đánh bại đối thủ của hắn nhưng hắn cũng không phải là loại tiểu nhân hèn hạ hắn tôn trọng đối thủ của mình vậy cho nên mới nói vì long thiên tuyệt cảm thấy tiếc hận đầu sỏ gây nên phần tiếc hận này theo nhận định của hắn không nghi ngờ gì thì chính là vân khê nếu không phải là nữ nhân này gây khó dễ thì long thiên tuyệt làm sao có thể biến thành anh hùng khí đoạn như hôm nay người tại sao lại nhìn chăm chăm ta như thế Vân Khê bị hắn chừng đến nổi hết cả da gà. Độc cô Kiều cắn rằng, thường tiếc vẫn hận nói. <laughs> Long thiên tuyệt, người cưới một nữ nhân tốt quá đấy. Hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt vẫn hận của hắn, Long thiên tuyệt khoác vai của Vân Khê, thoải mái đắc ý. <laughs> Vậy thì mắt của độc cô Huynh quả nhiên là thực tốt rồi, bổn tôn cũng cho lại như thế đấy. Trong khi ba người thi nhau đấu võ mồm, thì cao thủ của thượng quan gia tộc đã lục tục sống tới. Một lần nữa đem hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt về bên trong. Long Thiên Tuyệt, xem người còn chạy đi đâu? Người mở miệng đầu tiên chính là kỳ trưởng lão, tính tình của hắn nóng nảy nhất. Vừa đi tới liền không nhịn được muốn động thủ. Đúng lúc này, được cô kiều liền mở miệng quát hắn bảo ngừng lại. Dừng tay, ta nói rồi, Long Thiên Tuyệt là của ta, giữa ta với hắn trước khi chưa công khai tỷ thí, ai cũng không được động tới hắn. Lũ trưởng lão hít mắt lại, thần sắc có chút khó xử. Bọn họ nhìn ra, hiện tại Long Thiên Tuyệt này đang trúng kịch độc, bây giờ vây giết hắn là cơ hội tốt nhất nhưng nếu độc cô kiều cố ý ngăn trở bọn họ cũng không thể tùy tiện đụng vào hắn dù sao thế lực ở phía sau của hắn chính là một trong lực lượng mạnh nhất của tam đại thánh địa độc cổ lĩnh không thể nào tùy tiện đắc tội sau một phen suy tư hắn mở miệng nói độc cô thiếu hiệp lão phù dám cảm đoàn chuyện tự tiện sử dụng thần khí tuyệt đối có liên quan đến lòng thiên tuyệt độc cô thiếu hiệp ngàn vạn lần không thể thả cọp về núi nên làm cái gì ở trong lòng ta rõ không cần ngươi tới dạy ta Đồ cô kiểu đối với người của thượng quan gia tộc có chút không vừa mắt. Vừa mới kỳ nãy bạn họ vây quét Long Thiên Tuyệt, hắn ở phía xa quan sát cuộc chiến, thấy nhất thanh nhị sở. Thời điểm khi bọn hắn xuất ra kìm tiêu trận độc, có thể đối phó với Long Thiên Tuyệt, trong lòng của hắn liền sinh ra sự khinh thường đối với họ. Dụng độc là tối kỵ của người giang hồ, cũng là chuyện hắn ghét nhất. Hắn sở dĩ không ngăn cản, cũng bởi vì hắn muốn trước quan sát thực lực của Long Thiên Tuyệt một chút, nhìn xem vào 7 năm sau, thực lực của hắn rốt cục là tăng trưởng tới trình độ gì, có xứng đáng trở thành đối thủ của hắn hay không. Long Thiên Tuyệt, chỉ cần người đáp ứng cùng với ta đánh một trận, ta bảo đảm trước khi trận chiến giữa ta và người kết thúc, thì không có kẻ nào dám động vào một sợi lồng tóc của người. Giải quyết từ oán giữa chúng ta xong đi, thì chuyện này sẽ không để ý tới nữa. Lập trường của hắn rất rõ ràng, hắn chỉ muốn cùng với Long Thiên Tuyệt đánh một trận cho công bằng. Về phần những thứ khác, hắn không để ý. Không thể không nói, người này rất cố chấp, đồng thời cũng rất quang minh lỗi lạc. Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt nhìn nhau, Vân Khê nhìn thấy đáy mắt của hắn nồng đậm chiến ý, nàng nhìn ra được hắn cũng rất tôn trọng đối thủ này. Mong đợi cùng với hắn đánh một trận. Tốt, ta đáp ứng tỷ võ với người. Thời gian định ở ba ngày sau. Trong ba ngày này, ta hy vọng do các vị cao thủ của thượng quan gia tộc tới bảo đảm an toàn cho ta. Lời nói kinh người của Long Thiên Tuyệt vừa phát ra, khiến cho Vân Khê sợ đến hết hồn, càng làm cho những cao thủ của thượng quan gia tộc kinh ngạc cả kinh. Hắn biết rõ bọn họ là vì tánh mạng của hắn mà tới, nhưng bây giờ lại để cho bọn họ tới bảo đảm an toàn cho hắn, đây không phải là việc đùa giỡn hay sao Nhưng là thần sắc của hắn nghiêm túc Không giống như là đang nói đùa Hắn làm như vậy đến tôi cũng là có chủ ý gì Không chỉ là có bọn lỗ trưởng lão mơ màng Vân Khê cũng như thế Lòng Thiên Tuyệt cúi đầu Cho nàng một ánh mắt đảm bảo Ánh mắt của hắn chớp động Khẽ hiện lên vẻ dạo hoạt Dạng dỡ sinh động Vân Khê thấy hắn nắm chắc phần thắng Cũng biết là hắn nhất định sẽ không bao giờ chịu thiệt Hắn không phải là người có thể tùy ý lấy tánh mạng của mình ra mạo hiểm Vậy cho nên cũng ngầm chấp nhận quyết định của hắn được của Kiều dùng thần sắc kiên quyết quét qua mọi người tại đây. Cô không quản xem bọn hắn có hay không có những dị nghị gì khác. liền dứt khoát nói. Được. Vậy tốt. Trong ba ngày này liền ra chư vị cao thủ của thượng quan gia tộc bảo đảm an toàn cho người. Mà ta, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ ngó chừng nhất cử nhất động của người. Người nào có ý nghĩ phá hư trận tỷ võ này, ta nhất định sẽ làm trò hắn và gia tộc của kẻ đó trả giá rất nhiều. Một tia tàn nhẫn xẹt qua đáy mắt của hắn. Đám người lỗ trường lão nhất thời không nói được gì, Đồ cô Kiều cũng đã nói như thế rồi, bọn họ còn có thể nói thế nào nữa? Nghĩ lại, thượng quan gia tộc bọn họ ngày xưa cũng đứng vị trí thứ hai của thập đại gia tộc, vĩ đại đến mức nào. Vậy nhưng bây giờ phải chịu ủy khuất đứng dưới người ta, bọn họ chỉ có thể tạm thời nuốt xuống khẩu khí đó, chờ đến khi bọn hắn đạt được mục đích của mình, trọng chấn lại hùng phong của thượng quan gia tộc. Đúng lúc đó, để xem còn có ai dám cưới trên cổ của bọn họ mà đùa bỡn uy phong. Những cao thủ của thượng quan gia đồng loạt khẽ rũ mì, đem vẻ không cam lòng đều ẩn dưới mí mắt hết chương nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo bạn đang nghe trên audio thiên tài nhĩ tử và mẫu thần phúc hắc người đọc Annie hy vọng sẽ tấn chức huyền tôn hậu viện ngâm phòng lâu để trông chừng vợ chồng long thiên tuyệt tốt hơn người của thượng quan gia tộc liền bao toàn bộ xương phòng sau hậu viện của ngâm phòng lâu trong viện hoàn toàn vắng vẻ chỉ còn lại tiếng bước chân của tất tất tác tác nhỏ nhỏ đó là những cao thủ của thượng quan gia tộc thay phiên lại ngó chừng nhất cử nhất động của vợ chồng long thiên tuyệt sợ bọn họ chạy trốn. Trên thực tế, điều bọn họ hoàn toàn thực sự là thừa thái. Bằng và na di thuật của hai người Long Thiên Tuyệt và Vân Khê, bọn họ muốn đi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Chẳng qua bây giờ bọn hắn chẳng những là không thèm đi, còn là hung hăng dạy cho những người đánh lén bọn họ một bài học cho nhớ đời. Để cho bọn chúng biết, vợ chồng họ không phải là người dễ chọc. Thiên Tuyệt, ta ở chỗ này trông chừng chẳng tiếp tục vận công điều tức đi. Long Thiên Tuyệt cũng không cự tuyệt, việc hắn cần làm lúc này chính là cố gắng mà đem cửu chuyển thái cực đan tiêu hóa nuốt xuống. Chỉ khi có đủ thực lực mạnh mẽ, hắn mới có thể bảo vệ tốt cho nữ nhân của mình. Gặp kẻ địch liền trốn chạy không phải là phong cách của Long Thiên Tuyệt. Hắn khoanh chân ngồi trên chiếc rừng duy nhất trong phòng, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Vân Khê đem ghế tựa lên chỗ cách không quá ba bước, ngồi canh giữ, trong tay luôn nắm chạm láng kiếm rất chặt, giống như là một võ sĩ, cầm kiếm mà đứng, thủ vững cạnh cửa. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, thấy trên khuôn mặt như ngọc của Long Thiên Tuyệt lộ ra hồng quang phong nhuận, ánh mắt nàng từ từ mềm nhũn. Bằng vào thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đột phá kim tiêu trận. Nếu không phải là vì sự tồn tại của nàng mà khiến cho hắn phân tâm, hắn như thế nào có thể bị thương được? Quả nhiên mình rất vô dụng, vẫn trở thành gánh nặng liên lụy đến người khác. Ánh mắt của nàng chợt ảm đạo, hiện lên một tia xấu hổ. Mặc dù nàng đã rất nỗ lực, chỉ trong thời gian ngắn đã tăng từ mặc huyền chi cảnh đến thiên huyền lục phẩm như bây giờ, nhưng nếu muốn đứng bên cạnh hắn, cùng với hắn kể vài chiến đấu thì như thế vẫn không đủ. Hơn nữa, hiện tại nàng cũng không có cách nào mà tùy ý sử dụng thần khí. Muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, trừ bỏ khổ tu, có lẽ chính là tranh thủ lấy được càng nhiều thần khí càng tốt. Mặc dù không cách nào phát huy hết lực lượng của thần khí, nhưng không thông qua khế ước của thần khí, nàng có thể trong thời gian ngắn nhất mà tặng cấp. Phải rồi, thần khí. Nàng làm sao lại có thể quên mất? Thượng quan gia tộc này chỉ còn lại mấy tên cao thủ đang ở bên cạnh vợ chồng nàng. Sau khi thượng quan gia tộc trải qua ấm, thảm án diệt môn, cũng chỉ còn lại vài người may mắn sống sót. Như vậy thần khí nhất định đang ở trong tay của bọn họ. <laughs> mấy người của thượng quan gia tộc kia lòng ra ác độc, lại hạ độc thủ ám toán bọn họ. Vậy thì cũng đừng trách năng lấy gậy ông đập lưng ông. Nói đến bản lãnh dụng độc, cũng không phải là thứ mà chỉ có thượng quan gia mới có. Nhớ ngày đó, để đối phó với độc cô mưu, nào một mình liền dùng mười mấy loại độc đủ để cho hắn tiêu hồn. Lần này, đối phó với mấy lão già của thượng quan gia tộc này, nàng cũng không ngần ngại tăng lên gấp đôi, để cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia ánh sáng lạnh. Đáng tiếc, kể từ sau khi thành thân, nàng đã đem toàn bộ độc phấn trên người của mình hủy hết để tránh không cẩn thận làm thương tổn phu quân. Bây giờ nghĩ lại, chuẩn bị độc phấn tùy thân là vật cần thiết. Ừ, dù sao cũng có thời gian ba ngày, ngày mai nàng bắt đầu đi mua dược liệu, cố gắng chuẩn bị mà mời mấy lão già kia ăn một bữa độc yến trong lúc đang suy tư ngoài cửa có tiếng bước chân tới gần tâm thần của nàng chợt căng thẳng vội vàng cầm kiếm đứng cạnh cửa tùy thời có thể nghênh tiếp kẻ địch vân tỷ tỷ các người đã ngủ chưa ta nghe nói các người ở chỗ này nên cố ý ghé thăm người một chút dạ hàn nguyệt sao vân kỳ nghe thấy thanh âm của hắn trong lòng nhất thời buông lỏng sắc trời vẫn còn sớm cô mau về đi ngủ đi có chuyện gì ngày mai hãy nói nhé vậy vậy cũng được thành âm ở ngoài cửa có chút tiếc hận nghe tiếng bước chân giống như là đang muốn rời đi vân khê chợt nhớ tới cái gì vội vàng mở cửa gọi hắn lại này hàn nguyệt chờ một chút quay đầu nhìn thấy vẫn thấy lòng thiền tuyệt còn đang điều tâm điều tức bên trong vân khê nhẹ nhàng đóng cửa lại cất bước ra khỏi phòng Giả dạ hàn nguyệt lặng lặng đứng bên dưới ánh trăng khí chất hồn nhiên cao quý kết hợp cùng vẻ mặt tuấn giật chẳng qua là trên khuôn mặt non nớt xinh đẹp còn chưa lộ rõ thấy nàng đi qua hắn nhợt nhạt cười một tiếng đồng loạt lộ ra hàm răng trắng nón. <laughs> Vân tỷ tỷ, lúc nãy ta mới nghe thập thất ra già nói, thì ra người chính là cái vị kia tỷ tỷ luyện đan cho đại ca của ta. Khó trách, ta cảm thấy tên của người rất quen tai. Vân khê hơi sững sờ, thì ra là hắn biết rồi. Vân tỷ tỷ, cảm ơn người đã cứu đại ca của ta. Ông nội của ta hắn đã nói, ân ân tượng báo. Vân tỷ tỷ đã cứu mạng của đại ca. Phần ân tình này, người của giả gia chúng ta nhất định là phải báo đáp. Sau này Vân Tỷ Tỷ có bất cứ chuyện gì Xin cứ tiếp tục phân phó cho ta Mặc dù ta không có bản lãnh gì lắm Nhưng mà ta nhất định sẽ đem toàn lực này đi làm Dạ Hàn Nguyệt gãi gãi đầu Trên khuôn mặt tình khiết lộ ra một tiếng ngượng ngùng Chính là hắn cũng cảm thấy bản lãnh của mình Thực sự là không đáng nhắc tới Mơ hồ không nói Bất kể đi tới chỗ nào đều có thể lạc đường Nếu nói là muốn báo ân Hắn cũng đã từng nghĩ không ra mình rất cuộc có thể làm được những gì Bị sự hồn nhiên cùng với thành ý của hắn Làm cảm động Vân Khê không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nhìn hắn giống như là tiểu đệ đệ nhà bên. Nàng mỉm cười nói. Ừ, tỷ tỷ lúc này cũng đang có chuyện cần người hỗ trợ. Không biết người có nguyện ý hay không? Dạ hẳn nguyệt ngay vậy, tinh thần liền chấn động, vội vàng chủ động xung phong nói. Ừ, vân tỷ tỷ, cứ nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được, thì ta nhất định sẽ cố gắng hết sức thực hiện. Vân Khê hít mắt dưới lại, lộ ra nụ cười thần bí. Phía trần trời một vạt màu ánh sáng óng ánh đầu tiên xuyên qua tầng mây, mặt trời ấm áp đang dâng lên ôn nhu bao trùm cả vùng đất len lỏi qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào trong phòng ngoài cửa phòng một thân ảnh ngồi cầm kiếm đầu gật gà gật gù cố gắng chống lại cơn buồn ngủ trong tay nắm chặt chạm lãng kiếm một chút dấu hiệu buông ra cũng không có bình bình chiếu nhẹ qua khuôn mặt tuyệt sắc của nàng chân mày ghé nhíu ngủ có chút không an ổn toàn thân luôn tỏ vẻ đề phòng lòng thiên tuyệt ngồi một đêm giờ phút này rốt cuộc cũng mở mắt toàn thân rực rỡ hẳn lên nhất thời là có loại cảm giác thông không thuận nói không nên lời. Hắn hơi dược mắt, liền thấy được người đang ngồi ở dựa cạnh cửa, khóe môi nhếch lên, đáy mắt thầm thúy như biển sâu, nở nụ cười phơi phới ấm áp. Đi đến trước người của nàng, muốn đưa tay chạm vào nàng, lại đột nhiên thức tỉnh, kiếm trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Hử, tỉnh rồi. Một thanh âm trầm thấp mang theo ý cười, khiến cho nàng toàn hoàn chốc, hoàn hồn. Vân khi thấy rõ người trước mắt, cả người nhất thời buông lỏng, thở ra một hơi rất dài, Ai, hey, chẳng thế nào rồi. Sắc mặt của hắn hồng thuận, thần sắc sáng láng, chắc là có thu hoạch không nhỏ. Lòng thiên tuyệt cười không nói, không người ôm lấy nàng, ôm chặt nàng, mình cũng nằm xuống cạnh nàng. Ôm chặt thân thể lạnh lạnh nhưng mềm mại vô cùng của nàng, hắn âm thầm phát ra nội lực, cố gắng dùng nhiệt độ, nội lực của mình để thủ ấm cho nàng. Vùi đầu vào cơ thể thơm ngát của nàng, lòng thiên tuyệt cúi đầu, thanh âm dịu dàng nói. Yên tâm đi, trận chiến này ta tuyệt đối sẽ không thua đâu có lẽ đầu cô kia có thể trở thành bàn đạp giúp ta tấn chức Huyền Tôn. thật sao? Vân Khê mừng rỡ ngẩng đầu trong đôi mắt đẹp tràn ngập ánh sáng. Huyền Tôn sao? cả ngao thiên đại lục này người đạt Huyền Tôn chi cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. nếu hắn thực sự bước vào trong Huyền Tôn chi cảnh mà nàng có thần khí hộ thân như vậy bọn họ còn sợ cái gì? vẻ mừng rỡ của nàng hiện rõ trong lời nói. Vân Khê thực tâm vì hắn mà cảm thấy cao hứng. ta sẽ bảo vệ cho nàng, bảo vệ cả tiểu Mặc nữa. Cả nhà chúng ta sẽ rất hào hảo Vĩnh viễn ở chung một chỗ Sống một cuộc sống hạnh phúc Khẽ dựa vào chán của nàng Thanh âm của Long Thiên Tuyệt gợi cảm giàu tử tính Hơi thở ấm áp cuốn quyết trên gương mặt của Vân Khê Khiến má của nàng ửng đỏ Vân Khê vòng tay ôm quanh thân thể to lớn của hắn Cả người chìm đắm vào trong cây ôm ấm áp Giờ phút này Sự yên lặng hơn cả vạn lời nói Một đêm chưa ngủ Hai người đều có chút ít mệt mỏi Ôm nhau từ từ tiến vào trong mộng đẹp Không biết qua bao lâu Hai người bị một tràng tiếng gõ cửa làm cho thức tỉnh. "Cái nào?" Vân Khê không vui nhíu mày, hơi thở phun trên gương mặt của Long Thiên Tuyệt, hai người cũng không động tác gì khác, cùng với người ở ngoài cửa đáp lời. Người ngoài cửa yên lặng hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói. Ừ, hiện tại cũng là buổi trưa." Ngụ ý là trách cứ vợ chồng bọn hắn ngủ dậy quá muộn sao? Long Thiên Tuyệt thoáng cử động thân, nhưng vẫn như cũ ôm Thiên Hạ ở trong ngực, một chút không có ý muốn rời giường tiếng nói nhàn nhạt, nhạt chuyển ra ngoài vậy làm phiền độc cô huynh đem cơm trưa đưa vào đây đi vân khê nghe thấy vậy nhị không được phỉ cười một tiếng độc cô kiều đến đây gõ cửa rõ ràng là muốn xác nhận hai người này có chạy trốn hay không hiện tại hắn lại không khách khí há mồm bảo người ta đem cơm trưa vào cho hắn không tức chết độc cô kiều này mới lạ người ngoài cửa lần nữa trầm mặc mờ hồ phảng phất có thể nghe được thanh âm khảnh khách của đốt ngón tay tràn đầy ẩn nhẫn tức giận <laughs> Long huynh, vẫn nên là biết tiết chế một chút cho thỏa đáng. Người ở ngoài cười nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu nói rồi mới đi. Vân Khê lần nữa bật cười, nàng gần như có thể tưởng tượng ra giờ phút này vẻ mặt của độc cô Kiêu vừa giận vừa hận, đấm nhạy vật người phía trước. Hắn thực sự là phúc hắc, nếu nói về khoản đấu trí hay là đấu võ mồm thì độc cô Kiều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Còn về phần tỷ võ, nàng đối với hắn rất có lòng tin. Long thuyền tuyệt cúi đầu nhìn người trong ngực, khóe môi khẽ gợi lên, nụ cười mang theo vài phần tà mị. <laughs> hắn kêu ta kiết tiết chế một chút ta đối với nàng cái gì cũng còn không làm thực sự giống như là có chút oan khuất hừ chàng oan à được tiện nghi mà còn khỏe mẽ vân khê tức giận đập hắn mấy cái cả mắt đều tràn ngập ý cười thôi chúng ta phải đứng dậy hôm nay còn phải rất nhiều việc đi làm được rồi hắn bận đắc sĩ nói cánh tay bên hông ôm nàng rất chặt lòng thì tuyệt cúi đầu hôn miệng nhỏ của nàng lúc này mới buông nàng ra đi xuống đại đường của cửu từ lâu liền thấy người của tư đồ gia đã đợi từ lâu ngoài ra còn có dạ thập thất đầu cô Kiều, cùng mấy vị cao thủ của thượng quan gia tộc chỉ riêng một mình dạ hàn nguyệt là không thấy lúc này đầu cô kiều tự mình đi gọi người cũng bởi vì người của tư đồ gia tới hơn nữa còn đặc biệt hướng về phía long thiên tuyệt mà tới thời điểm của hai người vân khê và long thiên tuyệt đi vào trong đại đường không khí có chút quái dị Tư đồ khôi không rõ người của thượng quan gia tộc cùng với tam đại thánh địa tại sao ở cùng ngâm phong lâu hơn nữa xem tình thế như lúc này dường như là cùng một hội với Long Thiên Tuyệt. Bà thượng phương nhân lực đồng thời xuất hiện, thực khiến cho người ta rất khó hiểu. Người của hai phe đều không thể giải thích, hắn cũng không tiện hỏi, vậy cho nên vẫn mang theo cái nghi vấn này, lặng lặng chờ một bên. Không khí nhất thời lâm vào trong lúng túng. Rốt cuộc thì nhìn thấy vợ chồng Long Thiên Tuyệt đi ra, từ đồ khôi đứng dậy ngành tiếp, thái độ tương đối hỏa khí. Long tu chủ à, bọn ta có suy nghĩ chu toàn, nguyện ý, đồng ý cho hôn sự này. Nhưng chỉ có điều, không nói gạt với các người tiểu nữ hiện nay là tụng tích không rõ vô cùng có khả năng là đã bị người của thánh cùng bắt đi vậy cho nên về việc hôn sự này chỉ sợ sẽ bị trì hoãn người của thánh cùng quả nhiên đáng giận các vị cứ yên tâm đi chỉ cần các người đáp ứng việc hôn sự này như vậy chuyện của tư đồ tiểu thư chính là chuyện của lăng thiên Cùng chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực để đem tư đồ tiểu thư từ trong tay của người thánh cùng cứu ra lòng tin tuyệt trọng trong lòng tràn đầy cầm vẫn nói Vân Khê hé miệng cúi đầu cười trộm, hắn cũng thực sự là khéo diễn trò. Rõ ràng người ta còn đang ở trong lăng thiên cung, nhưng hắn lại đúng lý hợp tình giá họa cho thánh cung. Hơn nữa, còn nói hiền ngang lấp liệt, nàng thực sự là bội phục hắn. Vậy thì đánh làm phiền Long Tôn Chủ. Từ đồ khôn nghe thấy hắn nguyện ý giúp đỡ một tay, đó là chuyện không thể tốt hơn rồi, vậy cho nên liền hớn hở đáp tạ. Long Thiên Tuyệt giơ tay, đổi giọng nói. Vậy nhưng mà có điều, hôn sự này chỉ là nói miệng không có bằng chứng, nếu một ngày kia người của Lăng Thiên Cung cứu được tư đồ tiểu thư ra, vậy nhưng các người lại bội ước không chấp nhận hôn sự. Đến lúc đó, chúng ta là tìm ai để nói lý lẽ. Tư đồ khôi khẽ cau mày, trong lòng của hắn đúng là đang có băn khoản đó. Dù sao hai chân của Vân Thành cũng đã tàn phế, hắn không thể nào đem nữ nhi gả cho một người tàn phế được. Vậy nhưng trước mắt nguyên khí của tư đồ gia tộc đã tổn thương nặng nề, lại bị mất đi thần khí, còn cần dựa dẫm vào Lăng Thiên Cung, hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội với Long Thiên Tuyệt. Suy nghĩ một lúc, hắn nói: Vậy thiên long tôn chủ là muốn thế nào? Long thiên tuyệt quét mắt một vòng, cuối cùng đem tầm mắt ngừng lại trên người của dạ thập thất, cất bước đi về phía hắn. Vừa lúc có huyễn dạ tinh hải dạ sứ giả dạ ở chỗ này, chúng ta nên mời hắn làm người làm chứng luôn đấy, lập một chứng cứ. Vừa có bằng chứng, lại vừa có người chứng nhận. Như vậy, lăng thiên cùng chúng ta mới có thể buông tay buông chân, xuất hết toàn lực đi cứu từ đồ tiểu thư. Lực lượng của thánh cùng cũng không thể khinh thường được, bồn tôn không thể nào tùy tiện lấy ra thủ hạ của mình để ra mạo hiểm thịnh như thế. Từ đồ khôi hơi sững sờ, cứ có cảm giác thế lạ lạ ở chỗ nào. Hôn sự của nữ như nhà mình lại thân thiết viễn viết biên nhận để đảm bảo hay sao? Dạ thập thất vốn là người có lòng nhiệt tình, sau khi nghe như vậy lập tức nói. Vậy tốt, tốt. Hai nhà kết thân với nhau đúng là một chuyện tốt. Lão phù nguyện ý làm người chứng nhận. Từ đầu hắn hoàn toàn không biết vị tư đồ tiểu thư này đến tôi cùng là muốn gả cho người phương nào. Chẳng qua là bởi vì dạ ra dạ, thiếu Vân Khê một cái ân tình, hiện tại lại có cần nhờ đến hắn, hắn tất nhiên là không thể từ chối được. Vậy cho nên chủ động đáp ứng, vui vẻ hoàn thành việc này. Từ đồ khôi vốn còn đang do dự, bây giờ thấy ngay cả dạ sứ giả của huyễn dạ tinh hải lại đối với Long Thiên Tuyệt khách khí. Quả cân đang lúc lắc ở trong lòng của hắn liền hướng về phía Long Thiên Tuyệt, có lẽ làm thông giao với Lăng Thiên Cùng, còn có nhiều lợi ích hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Một khi đã như vậy, hắn không ngại đánh cực một phen, đèn tương lai của tư đồ gia tộc đặt trên người của Long Thiên Tuyệt. Vậy tốt. Vậy đành phải làm phiền dạ sứ giả rồi. Từ đồ khôi thống khoái đáp ứng. Lòng Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê âm thầm trao đổi ánh mắt, hiểu ý nhau cười một tiếng. Hồn sự của Vân Thanh và Tư Đồ Mẫn Mẫn coi như là ván đã đóng thuyền. Có giấy trắng mực đen cùng với Tam Đại Thánh Địa làm chứng. Ngày sau cho dù Tư Đồ Khôi này đổi ý, chỉ sợ cũng phải mang tiếng bất nghĩa. Đến lúc đó bọn họ có mạnh mẽ cướp đoạt Tân Nương, cũng không có ai ý kiến được. Cách chỗ mọi người nói chuyện một khoảng, người của Thượng Quan gia tộc cũng đang dựng lỗ tai lên lắng nghe. Nghe nói tư đồ gia tộc muốn kết thông gia cùng với Lăng Thiên Cung, thần sắc trên mặt bọn họ từ từ ngưng trọng. Bọn họ cũng không biết tư đồ gia tộc này đã mất đi thần khí. Bọn họ chỉ biết là Lăng Thiên Cung cũng có thực lực của tư đồ gia tộc gia nhập. Như vậy thì bọn họ muốn đối phó với Long Thiên Tuyệt lại càng thêm khó khăn hơn. Kỳ trưởng lão đang muốn mở miệng ngăn cản, thì lỗ trưởng lão lại cấp cho bọn hắn một ánh mắt bảo là mau ngừng lại. Chuyện đã được định đoạt rồi, cho dù bọn họ có mở miệng ra ngăn cản thì cũng không có bao nhiêu hy vọng. Trước mắt chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người của độc cô Kiều. Hy vọng hai ngày sau hắn có thể trong trận tỷ thí võ đánh bại Long Thiên Tuyệt. Như vậy đến lúc đó, người của bọn này nhất tề sẽ xông lên bắt giữ Long Thiên Tuyệt, buộc hắn giao ra thượng quan nhu nhì, thậm chí còn có thể đạt được thêm nhiều lợi ích nữa. Thân ảnh cô độc cao ngạo của đầu cô Kiều giờ phút này bên cạnh dạ thập thất, đối với chuyện phát sinh trước mắt, hắn để làm như không thấy. Thậm chí đối với việc lần này là tràn đầy khinh thường. Đối với một số võ giả mà nói, mỗi giây mỗi khắc đều phải chuyên tâm tới cuộc tỷ võ đang đến gần. Đối với hai bên tỷ võ mà nói, phải chuẩn bị rất cẩn thận mới đúng. Vậy nhưng tên Long Thiên Tuyệt này, ban đêm thì phóng túng không nói, đã thế bàn ngày lại còn muốn dây dưa vào những việc vật vãnh. Thực sự không biết là đến tổ cùng hắn có thực lòng muốn tỷ võ với mình không? Rốt cuộc là hắn rất nắm chắc phần thắng, hay là căn bản không đem cuộc tỷ võ này để vào trong mắt? Vô luận là lý do gì, cũng khiến cho lòng của hắn không thoải mái, cảm giác đối phương không coi trọng lần tỷ võ này. Bảo kiếm trong tay len kèn và chạm trên mặt bàn, mặt của hắn nghiêm lại, ở hướng về phía mọi người tỏ rõ sự không thoải mái trong lòng. Vân Khê ánh mắt chuyển đến, rơi vào khuôn mặt lạnh như bằng của hắn, mím môi cười nói. <laughs> Đầu cô đại hiệp làm sao thế? Người nào dám trèo chọc khiến cho ngươi sinh khí? Nàng cũng không đợi mời, đã tới gần chỗ ngồi của hắn, vừa tỉ mỉ quan sát, trong lòng vừa âm thầm tư hỏi. Độc cô Kiều, độc cô Mưu, hai người có thể hay không có quan hệ gì? Độc cô Kiều hử lạnh một tiếng, không thèm trả lời. Vân Khê cũng không thèm để ý, tự rót cho mình một chén nước trà, tự lẩm bẩm. <laughs> Nghe nói cả ngã thiên đại lục này chỉ có những nhân tài từ núi của độc cô mới mang họ độc cô. Nếu vậy, người của độc cô ra các ngươi có phải hay không đều sống ở núi độc cô? Có hay không là người từ nhỏ liền rời đi khỏi núi độc cô tha hương tới đây? Tay cầm kiếu của độc cô kiều phút chốc ngừng lại, mắt lạnh quét về phía nàng, ý tứ hàm xúc không rõ. Vân Khê không thèm để ý tới hắn, tiếp tục tự nhủ. Hmm, <laughs> Trên giang hồ này có một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, vừa vặn cũng là họ độc cô. Chẳng lẽ hắn cũng là từ núi độc cô của các ngươi mà tới? Nhưng mà kỳ quái lắm, nếu hắn là người của núi độc cô, làm sao có thể nghèo túng như thế, phải dựa vào việc giết người để sống đây? Hoặc là hắn căn bản không phải là người của núi độc cô, mà là do hắn mạo nhận dòng họ độc cô, là có mưu đồ khác. Người dối cuộc là muốn nói cái gì? Độc cô kiều hiếp đôi mắt lạnh, giọng nói bất thiện. Vân Khê hời hợt nói. Không có gì, chỉ là ta trùng hợp biết người này, cảm thấy tò mò thôi. đầu cô Kiều rất nhanh nắm tay lại, khối băng trên mặt dường như là có dấu hiệu vỡ nứt, ánh mắt lóe lên nói. Hắn, đang ở đâu? Hắn, hắn là có khỏe không? À, xem ra, đúng là độc cô Mưu có quan hệ đặc thù với độc cô Kiều. Từ phản ứng của hắn, Vân Khê có thể nhận ra được điểm này. Khóe môi của nàng khẽ hạ. hắn hiện tại rất bình thường trừ việc cả ngày đeo mũ trùm đen, không chịu lấy diện mạo thật gặp người. Còn lại thì đều rất bình thường. Về việc hiện tại hắn đang ở đâu, thứ này ta không thể tiết lộ được. Hết trường, nhấn subscribe để theo dõi những trường tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio thiên tài nhi tử và mẫu thần phúc hắc, người đọc Annie, thần khí thứ ba tới tài. Vậy, hắn có thể mở miệng nói chuyện được không? Mì tâm của độc cô Kiều nhíu chặt, cũng không biết hắn nghĩ gì, ánh mắt có chút hoang mang. Vân Khê quan sát thần sắc của hắn, vút cằm. Ta là cho ăn, hắn ăn một loại đan dược đặc thù do ta luyện chế. Thành quản của hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục rồi, có thể mở miệng nói chuyện giống như người thường. Dưới tầm mắt của Vân Khê, nàng tinh tưởng thấy chân mày của độc cô Kiều có vẻ như đã dần dần thả lỏng, giống như là thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy rất vui mừng. Xem ra độc cô Mưu đối với hắn mà nói là có ý nghĩa đặc biệt, vậy cho nên mới có thể cảm cho một người tính tình lãnh khóc như hắn lộ ra cảm xúc thật. Vân Khê chưa từng thấy qua dung nhan chân chính của Độc Cô Mưu, như vậy nàng không cách nào xác định bọn họ có giống nhau hay không. Bất quá, nhìn Độc Cô Kiều này lớn lên cũng là thượng đẳng, vậy nếu Độc Cô Mưu thì thực sự cùng với Độc Cô Kiều này có quan hệ huyết mạch, vậy thì hắn đứng thứ năm trong bảng xếp hạng thập đại mỹ nam là vô cùng có khả năng. Độc Cô Kiều lâm vào trong tầm trầm tư, không có ý định tiếp tục hỏi thăm. Vân Khê cũng không phải nhiều lời nữa. Từ Đồ Khôi cùng với Long Thiên Tuyệt ký kết giấy đảm bảo hôn thú, hơn nữa còn do dạ thập thất chứng nhân, chia làm hai bản, mỗi bên cất giữ một bản. Từ đồ khôi muốn mời người của ba phía cùng nhau tới từ đồ gia tộc làm khách. Lúc này từ đồ gia tộc cần nhất đúng là sự trợ giúp từ bên ngoài. Mà cả ba phía, vô luận bất cứ một phương nào cũng là thực lực hùng hậu, nhất là bên trong sứ giả của tam đại thánh địa. Đáng tiếc, nguyện vọng của hắn rơi vào trong hư vô và bị cự tuyệt. Hiện tại người của thượng quan gia tộc đang nhìn chằm chằm vào Long Thiên Tuyệt. Giả thập thất cùng với độc cô Kiều cũng phải theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Chỉ cần Long Thiên Tuyệt này không rời ngâm phong lâu, bọn họ cũng đừng nghĩ tới đi nơi nào vốn là người bị quản chế là vợ chồng của Long Thiên Tuyệt, hiện tại thì ngược lại, hắn trở thành hạn chế đối với mọi hành động của hai bên thượng quan gia tộc và Độc Cô Kiêu. Chỉ cần bọn họ bất động, như vậy ai cũng đừng nghĩ động. Từ đồ khôi cũng không phải là tất cả mọi chuyện trong đó, chỉ biết là người của Tam Phương còn có chuyện quan trọng muốn mưu đồ bí mật, người khác ở đây sẽ gây bất tiện. Vậy cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là buông thả ý định đó, rời đi khỏi ngâm phòng lâu. Chậm rãi ăn xong bữa trưa, đường khi mọi người vẫn đang ở đó, Vân Khê bất nhã duỗi chân thân người, ngáp một cái to. Ai, à, rất là mệt. Thiên tuyệt, chúng ta trở về phòng ngủ chưa đi. Ý của nàng là muốn nhanh một tí trở lại gian phòng, sau đó mượn thời gian giấc ngủ chưa, liền chuồn đi chuẩn bị lễ vật để luyện chế độc dược. Nhưng mà lời này nghe tới lỗ tai của người khác liền thay đổi, nhất là tên độc cô kiêu. Độc cô kiêu ngồi ở bên trái của nàng, cây ly trong tay ngừng một chút, lãnh màu bắn một ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng. Ý tứ trong đó thực giống như người đang nói, các người vừa mới rời giường Vừa dùng xong bữa chưa Lại ngủ à Đúng là một lũ heo Ngủ rồi ăn Ăn rồi ngủ Hơn nữa còn là hai con heo đang động dục Ánh mắt của đầu cô kiều nhìn nàng vô cùng khó chịu Làm cho Vân Khê suýt chút nữa tưởng hắn cùng với Long Thiên Tuyệt Trong lúc có quan hệ bất chính gì Nên bây giờ mới ghen tuồng với nàng Làm sao Ngươi lại lườm ta Vân Khê quẹt miệng Bất mãn hứng Hắn lên án Một quang của đầu cô kiều lại lần nữa thay đổi liền cho nàng một cái trừng mắt Bỗng nhìn Vân Khê cong khóe môi Trả lại hắn một câu nhẹ nhàng thoải mái Sao? Ngươi ghen à? Ờ, ta hiểu Thế nhưng chuyện này cũng không có cách nào khác Ai bảo thiên tuyệt chỉ thích nữ nhân Không có thích nam nhân đâu Thừa dịp trước khi độc cô kiều còn chưa kịp phát tác Vân Khê vội vàng lôi kéo Long Thiên Tuyệt rời khỏi hiện trường Phía sau liền truyền đến thành âm quăng trên bát của kẻ nào đó Trong nội đường của tiệm bán thuốc Ba người Vân Hộ Pháp, Phòng Hộ Pháp và Băng Hộ Pháp đã sớm chờ ở đây tất cả dược liệu trong danh sách mà trước đó Vân Khê để cho giả dạ Hàn Nguyệt đưa đến cho ba người này đã chuẩn bị hết. Giờ chỉ đợi Vân Khê tới. Sau khi Vân Khê kiểm tra dược liệu, tiền bắt đầu chỉ huy ba người Vân Hộ Pháp trợ năng cùng nhau chế thuốc. Lần chế thuốc lần này chính là hết một ngày một đêm. Một mình Long Thiên Tuyệt ở bên trong phòng ngồi luyện công, đến trưa không bước ra khỏi phòng nửa bước. Đến khi buổi tối, hắn cũng không ra cửa, trực tiếp sai người đem thức ăn đưa tới tận phòng. Hành động quái dị như vậy khó tránh khỏi khiến cho cao thủ của thượng quan gia tộc cùng với đầu cô Kiều hoài nghi sau khi thương nghị, liền quyết định để cho độc cô Kiều đi trước điều tra tình huống. Dù sao cũng là một người trẻ tuổi, có được một số việc người lớn tuổi như bọn họ mà không cẩn thận bắt gặp, khó tránh khỏi lúng túng. Đồ cô Kiều đối với lý do gược ép như vậy của bọn hắn thì rất khó chịu, vậy nhưng hắn cũng sợ Long Thiên Tuyệt chạy trốn. Nếu vậy, ước hẹn tỷ võ giữa bọn họ liền ngâm nước nóng rồi, vậy cho nên cuối cùng quyết định tự mình đi trước để điều tra. Dừng lại trước cửa phòng, hắn có chút do dự, Vạn nhất thực sự là bắt gặp cái gì không nên nhìn thì chẳng phải sẽ rất, rất xấu hổ sao? Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới lời nói và việc làm của cái nữ nhân vô lại kia liền đau đầu không thôi. Nếu không phải là cần thiết, hắn thực sự là không muốn giao thiệp cùng với nàng ta. Hẳn là do thời gian hắn dừng lại trước cửa quá lâu, không đợi hắn gõ cửa, bên trong cửa chuyển đến thành âm của Long Thiên Tuyệt. Là đầu cô Huỳnh sao? Có chuyện gì? Thần sắc của đầu cô Kiều khẽ run, hơi do dự, Rất cục nghẹn ra một câu. À, thì gần tới cuộc tỷ võ, Long Huỳnh hay là nên bảo tồn thể lực một chút đấy, không nên đem tinh lực tiêu hào ở nơi khác. Bên trong gian phòng vang lên tiếng cười rầu rĩ, ngay sau đó là lời nói mang thể vẻ biếng nhác của Long Thiên Tuyệt. Đa tạ đầu cô huynh đã hoài quan tâm, bồn tôn tinh lực rất tốt. Trên mặt của đầu cô kiều lạnh lùng hướng lên, gắt gao nhìn chăm chăm cửa phòng hồi lâu, cuối cùng vất tay áo bực tức rời đi. Nếu như nhìn kỹ thần sắc của hắn, hơi có chút ý chỉ, tiếc rèn sắt không thành thép, ý vị sâu xa. Bên trong gian phòng, Long Thiên Tuyệt híp lại mắt cười, nhìn một chút sắc trời, lại xoay người nhìn vị trí ngồi chỗ trống bên cạnh, ánh mắt dâng lên tư niệm nhàn nhạt, nhạt, Cùng với Vân Khê ước định thời gian chế nhất chính là khắc hài dự dậu, cũng chính là lúc bữa tối. Dự dậu đã qua, lại vẫn như cũ không thấy Vân Khê trở về, Long Thiên Tuyệt có chút không yên. Được cô Kiều cả ngày cũng không thấy Lòng Thiên Tuyệt từ trong phòng đi ra, lòng nghi ngờ tăng thêm, lại một lần nữa dạo bước đi tới cửa của phòng của hắn. Long Huynh, ta có thể tiến vào trong được hay không? Long Thiên Tuyệt đã mở mắt ra khi ngồi dậy, theo bản năng hướng chỗ trống bên cạnh nhìn lại. Chân mày của hắn khẽ cầu. Vậy đầu cô Huynh nếu không sợ bất tiện, thì hai vợ chồng ta hoan ngay người tới. Kèm theo lời nói của hắn, còn có thanh âm chi a lắc lự của chân giường, mập mờ, mị hoặc, thành công ngăn trở bước chân của đầu cô Kiều. Sang mặt của đầu cô Kiều rất khổng tốt, từ khi gặp gỡ vợ chồng bọn họ, tất cả kiên nhẫn cùng với lực nhẫn nại của hắn toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Ờ ừ thì cũng được, chỉ cần bản thân Long Thiên Tuyệt ở lại vậy là tốt hắn quan tâm chính là cuộc tỷ võ công bằng giữa hắn với long thiên tuyệt về phần những thứ khác hắn không quan tâm cũng lười xen vào <laughs> cũng không có chuyện gì quan trọng đâu không quấy rời các vị đầu cô kiều dần kiếm xoay người cất bước rời đi Trần trước của hắn vừa mới đi vân khê lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng mừng rỡ mang theo chiến lợi phẩm của nàng trở về màu quang bỗng nhìn sáng rực chứa được ánh sáng nhu hòa long thiên tuyệt tiến lên vài bước đem nàng ôm chặt cằm gác trên đỉnh đầu của nàng thành âm nỉ non Sao đi lâu thế Không biết là ta lo lắng hay sao Nếu như nàng còn không trở lại Ta sẽ đi tìm nàng đó Lời nói ân cần của hắn Khiến cho trong lòng vân khê một mảnh mềm mại Nhẹ nhàng vũ về cây hồng của hắn Nhỏ giọng Mấy người vân hộ pháp không biết luyện chế đàn dược Tất cả đều là ta tự mình mà động thủ Vậy cho nên phải kéo dài thời gian Thực sự là xin lỗi Đã khiến cho chàng lo lắng rồi Ta đảm bảo sau này nhất định sẽ không thế Lòng thì tuyệt mấp máy mồi khi nào trở lại ta phải phạt bọn họ đi học luyện đan mới được Sau này chuyện luyện đan Để cho bọn họ đi làm đi Nàng cũng không cần khổ cực như thế Vân Khê hé miệng cười khẽ <cười> Luyện đan chú cháu chính là thiên phú Ta xem ba người bọn hắn tay chân thị vụng về Căn bản học không được đâu Chẳng cũng đừng làm khó nữa Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra Từ trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra bình bình lọ lọ Mở lọ ra đặt chỉnh tề Nhìn đi Ta tổng cộng luyện chế được 13 loại độc dược Mỗi một loại cũng có thể làm cho người ta chết dở sống dở, vô cùng khốn khổ. Ta dám cam đoan, người của thượng quan gia tộc một khi chúng đầu của ta sẽ muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Vân Khê hít mắt, đáy mắt hiện ra ánh sáng lạnh lùng tà mị, đôi lông mày của nàng nhướng lên, mười phần tà khí. <laughs> Đáng tiếc là thời gian không đủ, nếu không ta có thể luyện, luyện chế ra 20 loại, thậm chí là 30 loại độc dược để đối phó với bọn họ, đảm bảo để cho bọn họ một đường thăng thiên luôn. Long Thiên Tuyệt nhìn thần thái đắc ý mà ta khí của nàng, đột nhiên sợ run. May mắn là hắn không có gì sai phạm. Nếu như một ngày kia nàng đem những đồng dược này toàn bộ dáng trên người của hắn, vậy hắn chẳng phải có thể nửa sống nửa chết, một đường mà thăng thiên luôn sao? Ta còn đặt cho chúng một cái tên rất hay, tên là Vân Thị, Thập Tam Hương. Vân Khê làm thủ thế, cười đến phá lệ âm hiểm. Khóe miệng của Long Thiên Tuyệt khẽ run rẩy, hò nhẹ vài tiếng. Ờ, uh... Vậy thì bước kế tiếp nàng dự định sẽ làm gì? Đương nhiên là tìm cơ hội để hạ độc rồi. Đôi mắt đẹp khẽ linh chuyển, vân khê cong môi. Ta đã nghĩ kỹ rồi, đợi đến thời điểm mấy cái lão già kia lột sạch quần áo mà tắm rửa, ta nên lặng lẽ tiến vào hạ độc. Ờ, chờ một chút. Long Thiên Tuyệt nhào mắt, vội vàng đem chú ý của nàng bóp chết ngay từ trong trứng nước. Nàng, đem độc dược đưa hết cho ta, chuyện này giao cho ta làm đùa sao? làm sao hắn có thể để cho nàng đi nhìn người ta tắm? Tùy nó chỉ là mấy lão già nhưng mà dù sao cũng là nam nhân, đây là chuyện hắn tuyệt đối không được. Vân Khê bất đắc dĩ chép chép cái miệng. Thực ra thì nàng rất muốn tự mình đi hạ độc, nhìn cái bộ dạng sống giờ chết giờ của bọn họ thì kích thích lắm. Lâm thì tuyệt giống như là đoán được tâm tư của nàng, ánh mắt chớp độc, thêm vài phần nghiêm khắc. Sao? Cổ của Vân Khê co lại, thật giống như là học sinh đang tiếp nhận dạy dỗ của thầy giáo. Nàng vệnh miệng khẽ chừng mắt liếc hắn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đem bình bình lọ lọ toàn bộ nộp hết. Hm, đúng là đáng giận, lại không mang theo nàng mà chơi, tuyệt đối là đồ chơi xấu. Trong lòng của Vân Khê ghé oán niệm, lòng thiên tuyệt ghé cười, nhìn thân sắc oán niệm vô hạn của nàng, từ trên cao nhìn xuống, sờ sờ đầu của nàng, thấy thế nào lại giống như lúc tiểu bạch giận dỗi làm nũng, rất khả ái. Bóng đêm càng ngày càng mù mịt, cũng càng ngày càng tĩnh lặng, đầu cô kiều thong thả tới trước cửa phòng, thần sắc có chút nghi ngờ, Lúc trước, mấy lần là hắn chủ động tới gõ cửa bọn họ, còn lần này là chính họ tới tìm hắn, hạ đàm. Trong hủ lô của bọn họ đến tôi cũng là bán thuốc gì, hắn có chút mê màn. Tới rồi. Từ bên trong cửa mở ra, lộ ra dung nhan của Vân Khê đang cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn hơi hoảng hốt, trong nháy mắt của đầu cô Kiều lấy lại bình tĩnh, mắt lạnh quét về phía nàng. Thái độ lạnh lùng mà xa cách. Thực ra thì cũng không có chuyện gì. Rảnh rỗi tới nhàm chán nên tìm độc cô đại hiệp tới đánh vài ván cờ chơi. Đầu cô Kiều nghi ngờ, ánh mắt tinh tế đánh giá nào một phen, sau đó đem tầm mắt hướng lên trên người của Long Thiên Tuyệt bên trong phòng đang bày đặt bàn cờ. Chẳng lẽ, hơn nửa đêm cho người mời hắn tới, chính là vì để cho hắn phụng bồi vợ chồng bọn họ đánh cờ? Qua ngày mai, chính là thời gian tỉ võ. Ta còn muốn tỉ mỉ tu luyện, không có thời gian mà chơi đùa với các người. Hắn lạnh lục bỏ lại một câu nói, xoay người muốn đi. Hmm, ta thấy người chính là sợ thua, bạn về kỳ nghệ, không phải là ta tự khen, nhưng nếu ta tự nhận là đứng thứ hai trong thiên hạ thì cũng không ai dám nhận đệ nhất. Đối phó với người, ta dư sức. Bất quá nếu như người sợ thì ta đây cũng không miễn cưỡng. Độc cô đại hiệp người tốt xấu gì cũng là một người tuấn tú trong danh môn đến từ tam đại thánh địa. Nhưng nếu đánh cờ lại bị bại bởi một cô gái, thì lời này chuyển đi sẽ tổn hại tới mặt mũi của người. Ừ, ta hiểu mà. Nàng vô tâm vô phế nói ra một phen, thành công khiến cho độc cô Kiều phải dừng bước. Hắn lạnh lùng quay đầu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, thực sự giống như là muốn đẹn xem thấu nàng. Ánh mắt lạnh lẽo đành thép. Không nói bất cứ lời nào, hắn lướt qua vai của Vân Khê, trực tiếp cất bước đi vào bên trong. Hắn tuyệt đối thuộc về phái hành động. Vân Khê ở trong lòng đánh giá như thế. Theo cửa phòng phép khép kín, cản trở tầm nhìn bên trong gian phòng. Từ ngoài cửa thấy không rõ bên trong là đến tôi cũng đang làm gì. Chỉ có thể mơ hồ thấy trên cửa sổ ẩn hiện ba bóng người. Hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc đi tới đi lui, cao thủ của thượng quan gia tộc thay nhau canh giữ ở những nơi kín đáo ngoài cửa phòng, chú ý động tĩnh bên trong gian phòng. Từ bên trong cửa sổ mơ hồ có thể thấy được hai bóng người đang đánh cờ bên trong. Một người khác đầu tiên là đứng ở một bên xem quân cờ, sau ở bên trong là phòng đi tới đi lui vài lần. Sau nữa, thực sự giống như là đang nằm xuống, không thấy nó đứng lên. Vân Khê cầm quân cờ trắng, thần sắc lạnh nhạt đang bày mưu tính kế, đèn bố cục bàn cờ vững vàng nắm trong tay. Còn người đèn nhánh chấp động, ánh sáng tự tin cờ trí, Độc cô kiều vừa hí khúc liên khoa lạc, vừa quan sát thần sắc của nàng, đối với cách nhìn về nàng hoàn toàn thay đổi. Lúc trước, khi nghe được lời nói tự biên tự diễn của nàng, hắn rất khinh thường, nhận định nàng là người chỉ nói được mà không làm được. Nhưng sau khi triển khai ván cờ, hắn lập tức thay đổi nhận thức với nàng. Có lẽ nàng cười đùa tức giận hay mắng chửi chẳng qua là ngụy trang, vì để che giấu bộ mặt thật, tài hoa chân chính của nàng giờ phút này mới lộ rõ. Đời người như là một ván cờ, hắn xem bố cục ván cờ này vô cùng khí thế, giống như là nhìn thấy được tài hoa trần chính. Là đối thủ, hắn từ từ nhìn thẳng vào nàng, cũng bắt đầu tôn trọng nàng. Vân Khê quan sát hắn từ hí khúc liên hoa lạc, vừa bố trí ván cờ, cũng chậm chậm thay đổi cái nhìn đối với hắn. Có lẽ hắn không hề giống với ấn tượng của nàng là một người tính toán chi lì, là một tiểu nhân âm hiểm. Xem xét lại là khí chất của hắn, hí khúc liên hoa lạc, có thể thấy được nội tâm của hắn quang minh lỗi lạc, nhưng cũng khá cố chấp. Một khi nhận thức được một con đường sẽ một đường chạy tới đích, cho dù nó là sai, hắn cũng tuyệt đối không bao giờ quay đầu. Người như vậy tự cho mình là thành cao, khó có thể chung đụng. Theo ván cờ từ từ triển khai, hai người đều toàn tâm toàn ý tập trung vào ván cờ, lấy quần cờ để chiến, nhất quyết sinh tử. Từ đầu, Độc Cô Kiều hoàn toàn không chú ý tới, nguyên bản Long Thiên Tuyệt vốn còn đứng ở một bên xem ván cờ, nhưng đã sớm biến mất khỏi gian phòng. Tại góc sân phía tây bắc, ba người lỗ trưởng lão, kỳ trưởng lão vẫn ở cùng một gian phòng, chính vì tập trung sức lực của cả ba người, toàn lực bảo hộ thần khí, nhưng bọn họ lại không hề biết bọn họ càng thận trọng lại càng là dễ bại lộ hàng tung của thần khí nếu như bọn họ học người của tư đồ gia tộc đem thần khí giấu ở một địa phương người bình thường không hề nghĩ tới ví dụ như là nghĩa địa có lẽ long thiên tuyệt cùng với vân khê cũng không bao giờ đoán được nơi cụ thể đặt thần khí hiện tại ba người vô luận là ăn ở hay đi ngoài cũng là như hình với bóng lập tức liền lộ ra tin tức trọng yếu chẳng trách hai người long thiên tuyệt cùng với vân khê có thể bằng khẳng định thần khí hiện tại đang ở trên người của cả ba người này Vậy cho nên, tối nay bọn họ hạ độc, không những là vì báo thù cho bọn họ đánh lén, mà còn để lấy ba thứ thần khí kia. Bên trong gian phòng, ba người lỗ trưởng lão còn chưa chuẩn bị đi ngủ, hiện tại đang tụ ở một chỗ thường nghị sách lược làm thế nào để đối phó với lòng thiên tuyệt. Lỗ trưởng lão, không bằng khi bọn hắn tỷ võ, chúng ta bố trí bẫy bên ngoài đấy. Một khi tỷ võ kết thúc, liền dẫn lòng thiên tuyệt vào trong cạm bẫy. Đến lúc đó, cho dù hắn có chắp cánh cũng không bay ra được. Phải rồi, chúng ta có thể bày kim tiêu tứ phía, Lần này trên kim tiêu bôi một loại kịch độc lợi hại hơn đi. Một khi hắn thấy bị lây chi chút ít độc máu thì liền lập tức phùn máu mà chết. Chúng ta không thể nào cho hắn thêm bất cứ cơ hội nào giải độc nữa. Chỉ cần Long Thiên Tuyệt chết luôn thì chúng ta trực tiếp đi tới Lăng Thiên Cung đem người mà cứu ra. Lăng Thiên Cung không có Long Thiên Tuyệt nắm giữ thì chẳng khác nào năm bè bảy mạng. Khi đó chúng ta muốn làm cái gì thì làm. Đừng nói là cứu người. Cho dù là chiếm luôn cả Lăng Thiên Cung của hắn khiến cho Lăng Thiên Cung này trở thành chỗ cho thượng quan gia tộc một lần nữa lại phất lên Đó là chuyện dễ dàng Lỗ trưởng lão trầm ngâm Lâm vào trong suy tư Đề nghị của hai vị thái thượng trưởng lão này Đúng là rất có đạo lý Nhưng mà cách làm này thực sự là không quang mình lỗi lạc Trong lòng của hắn hiện đang do dự Khi nào tác phòng xử sự, sự của thượng quan gia tộc Lại biến thành ti tiện xấu xa như thế này Thấy hắn đang do dự Chậm chạp không hạ quyết tâm Kỳ trưởng lão có chút không kiềm chế được Đứng dậy kêu gào Lỗ trưởng lão Ngươi còn do dự cái gì nữa dù sao chúng ta cũng đã đánh lén hắn một lần rồi, đã làm ra chuyện tì tiện âm hiểm như thế này rồi, hiện tại làm thêm một lần nữa thì có sao? Người ta thường nói, thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, thì cho dù hy sinh chút nhận mạng cũng là có danh dự, có tính là cái gì? Ai... À... Lỗ trưởng lão cao mày thở dài, lỗ ra vài phần mỏi mệt. Kỳ trưởng lão đi qua đi lại trong phòng, trong lòng khẽ buồn bực. Lỗ trưởng lão không quả quyết như vậy, làm sao có thể xuất lĩnh ra bọn họ Chấn lại thượng quan gia tộc này. Dù sao chuyện cô đã làm rồi, bây giờ hắn còn nghĩ mà lại còn thở dài. Không phải là giống như là giết người mà bây giờ còn muốn thở phụng nữa à? Trên đời này có chuyện tiện lợi như thế sao? Hắn đình chỉ cước bộ, dừng lại trên trước mặt của lỗ trưởng lão, nhắc lại thêm lần nữa. Lỗ trưởng lão, người cũng đừng có quên, hiện tại thượng quan gia tộc chúng ta đã gặp phải tình cảnh thế nào rồi. Nếu không cách nào đem nhu nhì từ lăng thiên cung đón ra ngoài, như vậy thần khí trọng tài của chúng ta chẳng khác nào là một phế phẩm không thể dùng không có lực lượng của thần khí làm chỗ dựa. Như vậy, chúng ta sao có thể đoạt được một vị trí trong quần hùng, làm sao có thể để cho anh hùng trong thiên hạ nhìn thẳng vào thượng quan gia tộc. Người bây giờ là một thái thượng trưởng lão lớn tuổi nhất của chúng ta. Tất cả mọi người đều nhìn vào thái độ cùng với quyết định của người. Nếu như người vẫn chậm chạp không cách nào quyết định, thì sợ rằng sẽ mất đi cơ hội mất. Đến lúc đó, cho dù là có hối hận cũng không kịp nữa. Lỗ trưởng lão nhíu lại chân mày, giữa cục mở miệng. Nhưng các người có nghĩ tới hay không? Nếu chúng ta mai phục thất bại, Đến lúc đó, ngược lại lại bị Long Thiên Tuyệt trả thù, người của chúng ta lại càng ngày càng tổn thất nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó thì cuối cùng ai có thể bảo vệ được thần khí? Ai tới trọng trấn lại thượng quan gia tộc. Hắn vừa thở dài, vừa trong lồng ngực móc ra một hộp gấm tình xảo, buồn bã nói: "Thần khí, một ngày còn ở trong tay của chúng ta, thì chúng ta liền một ngày có trách nhiệm trọng đại với nó." Thượng quan gia tộc đã không thể chịu được tổn thất nữa rồi nắp hộp gấm ở trong tay của hắn từ từ mở ra một đạo bạch quang trói mắt từ trong hộp gấm tràn ra dưới màn bạch quang mờ hồ có thể thấy một vòng ngân nhĩ hình dáng tình xảo nằm ở đó cẩn thận quan sát nó rõ ràng là một chiếc khuyên tai của nữ tử quang mang thánh khiết tràn ra chiếu sáng non nửa căn phòng bà vị thái thượng trưởng lão một lần nữa tụ ở một chỗ tình tế ngắm nhìn chiếc khuyên tai còn một thời gian ngắn bạn họ cũng khó có thể tiếp nhận thần khí của thượng quan gia tộc lại chính là một chiếc khuyên tai hoàn toàn thuộc về nữ nhân một thời gian dài sau lúc này hắn mới từ từ tiếp nhận thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ sinh ra hoài nghi bởi vì chỉ khuyên tai này được mấy đời của thượng quan gia tộc chuyển xuống cho đến bây giờ nhưng cũng không phát huy ra được uy lực thực sự của nó lần nào vậy cho nên bọn họ cũng khó tránh khỏi sẽ có sự nghi ngờ cũng chính bởi vì một cái khuyên tài đó khiến cho ba người vất vả hồi lâu bắt bọn họ ngày đêm như hình với bóng để coi chừng nó ăn không ngon ngủ không yên rồi lại không cách nào có thể sử dụng được lực lượng của nó đây quả nhiên là một loại hành hạ. Ba người ngừng mắt nhìn vòng tay rất lâu, đột nhiên từ trong miệng của lỗ trưởng lão phát ra một tiếng. a à, hù dọa mọi người. Ta nhớ ra rồi, ta cũng đã từng gặp một hoa tai như thế tương tự ở trên ngực của người khác. Kỳ trưởng lão nhìn hắn như vậy, trong đầu linh hoạt trượt lóe cả kinh kêu lên. Phải, ta cũng vừa nghĩ tới, xác thực là quá giống. Mặc dù hình dáng thì bất đồng, nhưng mà văn tức cổ xưa kia lại cực kỳ tương tự. Tuy nhiên, Tuy nhiên ta thấy, người sử dụng thần khí ở lăng thiên cung hôm đó chính là nàng ta. Nhất định không sai rồi. Nhưng mà nàng đó cũng không phải là người của thập đại gia tộc. Làm sao nàng ta có thể thúc giục được lực lượng của thần khí? Ánh mắt sắc bén của lỗ trưởng lão lại sáng rực. Hắn căn bản đã có thể xác nhận được suy đoán. Chẳng qua trong lòng vẫn tồn tại một tiếng nghi hoặc chưa thể giải đáp. Kỳ trưởng lão lắc lắc tay áo, cất giọng nói. Bất kể là đến tột cùng làm sao nàng ta có thể phát huy được uy lực của thần khí, Chúng ta chỉ cần chắc chắn người tự tiện sử dụng thần khí chính là nữ nhân của Long Thiên Tuyệt. Chỉ bằng vào điểm đó thôi, cũng đủ để đưa Long Thiên Tuyệt vào chỗ chết rồi. Chứng cứ vô cùng xác thực, tin tưởng rằng trên người của giả sứ giả cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể theo lẽ công bằng mà xử lý. <laughs> Đến lúc đó... Ơ? Ờ? Chuyện gì xảy ra? Thân hình của kỳ trường lão lại động, cảm giác trên người có cái gì đó không đúng. Lỗ trường lão cũng đã nhận ra có cái gì đó không đúng, khẩn trương nhìn về phía hai người còn lại trong không khí thực sự là dường như có một thời mùi thơm kỳ dị mùi hương này không thuần túy giống như là trộn lẫn rất nhiều loại hương thơm khác nhau không tốt có độc lỗ trưởng lão há miệng muốn kêu cứu lại phát hiện mình không thể phát ra bất cứ thanh âm gì trong lòng của hắn quýnh lên muốn đứng dậy chạy ra phía ngoài cửa hai tay hai chân lại chống lại như là bị cố định tại một chỗ hoàn toàn đóng băng cứng ngắc càng làm người ta kinh hãi hơn đó chính là da thịt bên người nổi lên vô số điểm đỏ kỳ dị ngứa ngáy vô cùng ở trong tầm mắt của bọn họ, các điểm đỏ này lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy lớn dần lớn dần, sinh mù sau đó vỡ thành nước mù. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài, độc khí thẩm thấu qua thân thể, tiếp xúc vào trong máu và nội tạng, khiến cho các mạch máu giống như đang sôi lên, gần như là muốn nổ tung. Thực sự khiến cho bọn hắn đau đến không muốn sống. Sau khi Long Thiên Tuyệt phóng ra độc khí liền núp ở phía sau quan sát, nhìn bộ dạng thê thảm của ba người, trong bụng hắn nghĩ ra một trận nôn mửa. Vậy nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới nội dung bọn họ vừa mưu đồ bí mật thương lượng, hắn liền không sinh ra một chút lòng thường xót. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ muốn bố trí bẫy đối phó với hắn thì đã đáng chết rồi. Quan trọng hơn chính là bọn họ phát hiện ra bí mật trên người của Khi Nhi có thần khí. Vậy thì càng không thể giữ lại. Diệt cỏ phải diện tận gốc. Đáy mắt của hắn xảy qua một tia sát khí. Đệ tử thủ vệ ở ngoài, bỗng nhiên thấy được mùi máu tươi trong không khí từ bên trong truyền ra. Hắn quay đầu nhìn về phía phương hướng gian phòng. Đúng lúc bắt gặp một đạo kiếm ảnh lạnh lẽo vượt qua trên ánh nến sau đó là máu tươi nhiễm đỏ ba thước màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu, màu trắng. cái nào? Đệ tử kia quát lên, rút kiếm hướng về phía gian phòng này chạy lại. Ánh nến bên trong gian phòng đột nhiên vụt tắt, cửa phòng bị đụng vỡ, một đạo thân ảnh màu đen như sương khói nhanh chóng bay ra khỏi cửa phòng, vậy nhưng chỉ trong thời gian chớp mắt liền biến mất giữa màn đêm. Đệ tử quanh quần ở trong nháy mắt đã đuổi không kịp hắc y nhân, liền xoay người xông vào trong gian phòng nhìn. Vừa nhìn vào trong, không khỏi kinh hãi kêu to. Có ai không? Lỗ trưởng lão đã bị giết rồi. Thanh âm thất thành của địch từ kia giống như là một đạo thiểm điện, phá không mà đến, khiến cho tất cả những người của ngâm phòng lâu thức tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Hình như nghe giống như có người tính kêu là có giết người. Mau lên, đi xem một chút, giống như là từ sau viện chuyển tới. Không ít người ở tại hậu viện, trên người chỉ mặc một chiếc áo đơn từ nơi khác chạy đến địa điểm phát sinh. Dạ thập thất cùng với dạ hàn nguyệt cũng đi theo đám người chạy nhanh về phía gian phòng đám cao thủ của thượng quan gia tộc đang ở. Cả tử lâu nhất thời xôi trào. Vân Khê cùng với độc cô Kiều đang lâm vào trong phòng cuộc chiến kịch liệt. Hai người đều vô cùng nhập tâm và thận trọng. Lúc này bên ngoài có tiếng kinh hồ, độc cô Kiều đột nhiên hoàn hồn, đem lực chú ý trên bàn cờ thu hồi chuyển sang nơi khác. Cửa sổ nặng nề bị đẩy ra, Long Thiên Tuyệt xuất hiện ở bên cửa sổ, hướng phía ngoài cửa sổ, kiếng chân nhìn quanh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? hơn nửa đêm lại âm ý như thế. Độc cô Kiều nhìn bóng lưng của hắn đột nhiên xuất hiện ở cửa sổ, tâm thần một trận hoảng hốt. Không biết có phải hay không giác quan của hắn không tốt, giống như vừa nãy lòng thì Tuyệt không phải ở đây. Nếu như vậy, vừa nãy hắn ở nơi nào? Hắn lắc đầu, nhất định là vừa mới nhìn ván cờ quá lâu vậy cho nên sinh ra ảo giác. Mới vừa rồi rõ ràng ba người bọn họ đồng loạt ở bên trong phòng này đợi, ai cũng chưa từng rời đi. Hắn rốt cuộc là đang hoài nghi cái gì? Vậy đi xem một chút hắn bỏ lại quân cờ màu đen đang cầm trên tay, đứng dậy rời đi, đẩy cửa ra ngoài. Đội thân ảnh của hắn đi xa, Vân Khê lập tức quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, nhìn đến nụ cười chiến thắng của hắn, đôi mắt của nàng sáng rỡ, hiện ra vô số quang hòa. Nhìn đi, là là một cái vòng tay khác, cùng vòng tay bên trái lúc nãy là một đôi. Long Thiên Tuyệt đem ngần nhĩ hoàn đưa đến trước mặt của nàng, nụ cười nhột nhạt, hơi có chút đắc ý, thành tranh công, Vân Khê mừng rỡ nhận lấy, liền tranh thủ đeo nó lên tai phải của mình. Chờ một chút. Lòng thì tuyệt ngăn cản nàng. Người hãy đem tất cả thần khí trên người của người toàn bộ thu lại đi. Sau này sẽ để bọn chúng ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Bên người của lỗ trưởng lão đã nhận ra trên tay trái chính là thần khí. Vừa nãy, sau khi nghe thấy lời nói của ba người lỗ trưởng lão, hắn lập tức ý thức được vị trí Vân Khê đeo thần khí quá mức lộ liếu. Mặc dù thần khí sau khi đeo có thể tự điều chỉnh trái phải và hình thái, song văn tức cổ xưa bên trên của nó không hề thay đổi. Phạm là người thường xuyên tiếp xúc với thần khí, chỉ cần tỉ mỉ quan sát là có thể phát giác ra. Vân khi nghe hắn nói như vậy, vội vàng theo như lời của hắn mà thu hồi thần khí trên người. Tiểu tà và tiểu hoàn đã có thể cùng với nàng tâm linh câu thông, chỉ đợi nàng ra lệnh một tiếng, chúng nó đều tự bay ra khỏi thân thể của nàng, chui vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Tiểu hoàn cũng tức là thần khí linh nhẫn chữ vật. Mà từ đồ gia tộ, bởi vì là giống cái hoa tai vậy cho nên thuận miệng lấy cho nó cái tên là tiểu hoàn nói đến gọi tên cũng thực làm khó cho vân khê nếu như lần tới gặp một khí linh hình thể vòng tay bạc thì có thể gọi tên như thế nào tiểu trạc tiểu viên hay là hay... thôi tóm lại rất nhức đầu hết trường nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo